Tiếp theo phần tin Việt Nam, Trung Quốc thử đập thủy điện Cảnh Hồng, ảnh hưởng hạ lưu Mekong. Nhật báo Bangkok Post đưa tin, 8 tỉnh của Thái Lan dọc theo sông Mekong được khuyến cáo phải chuẩn bị đề phòng trước nguy cơ mực nước giảm từ ngày 1 cho đến ngày 4 tháng Giêng năm 2020, vì Trung Quốc thử nghiệm đập tại nhà máy thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam. Trước đó, hãng tin Nhật Nikkei đã khuyến cáo rằng là các hoạt động của đập thủy điện theo sông Mekong đang làm cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là gây nên nạn khô hạn và bóp nghẹt tuyến đường mưu sinh của người dân hạ lưu ở Thái Lan, Cambodia và Việt Nam. Theo Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan, các tỉnh Chiang Rai, Lui, Nakhon Phenom, Nong Khai, Mudahan, Bukhan, Abnad, Charion và Uban Ratchathani dọc theo sông Mekong sẽ có mực nước giảm khi Trung Quốc thử nghiệm đập Cảnh Hồng. Mực nước dọc sông Mekong có khả năng giảm khoảng 40-60cm trong giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm. Hơn nữa, việc nước biển đang xâm nhập làm cho tình trạng vùng hạ lưu thêm tệ hại hơn.